nhà mình xâm lăng nước ta. Đời lầm than muôn gian oan cam, trương phụ tương minh loài lăng soi tham tàn. Nham hiểm vô cùng từng kéo quân qua cướp đất, xem thường dân Việt ở nơi đất phương Nam. Rồi ngày kia vua sai sứ sang dùng lệnh ngay khuyên quân Bắc phương nên chọn tướng quân tài kiếm đức song toàn. Nguyên biểu can trường rời nước ta qua đất Bắc, tinh thần thiên rồng làm quân Bắc thất kinh. Ngày đón sứ thần phương Nam, Bắc quan nhà Minh quay quân, lòng quân sứ thần phương Nam khiếp tâm mà xin lùi bước. Nên trương phụ cho dọn cỗ đầu người, thầm tưởng rằng do sứ thần nước ta, nào ngờ đâu anh hùng Nguyên Biểu đã tỏ ra kiêu dũng hiên ngang. Người quét bắt đầu lâu kia trên sông cười vang cung đình, trừng mắt ngưỡng loài dân tham mang bao lời như đánh thép. Nên trương phụ bị nhục giữa triều đình, bèn trả thù hại sứ thần nước ta, tìm chết đi người anh hùng Nguyên Biểu để ra oai lòng kẻ tiểu nhân. Còn ba quan nhà mình kinh hoàng lòng khiếp sợ dân Việt Nam ta. Chia tay cùng với đấng minh quân, anh hùng Nguyễn Biểu qua Bắc phương tung hoành. Thời nhà Minh xâm lăng nước ta, đời lầm than muôn gian oan cam, trương phụ tương minh loài lăng soi tham tàn. Nham hiểm vô cùng từng kéo quân qua cướp đất, xem thường dân Việt ở nơi đất phương Nam. Rồi ngày kia vua sai sứ sang dùng lệnh ngay khuyên quân Bắc phương nên chọn tướng quân tài kiếm đức song toàn. Nguyên biểu can trường rời nước ta qua đất Bắc, tinh thần thiên rồng làm quân Bắc thất kinh. Ngày đón sứ thần phương Nam, Bắc quan nhà Minh quay quân, lòng muốn sứ thần phương Nam khiếp tâm mà xin lùi bước. Nên trương phụ cho dọn cỗ đầu người, thầm tưởng rằng do sứ thần nước ta, nào ngờ đâu anh hùng Nguyên Biểu đã tỏ ra kiêu dũng hiên ngang. Người khét bắt đầu lâu kia trên sông cười vang cung đình, trừng mắt ngưỡng loài dân tham mang bao lời như đánh thép. Nên trương phụ bị nhục giữa triều đình, bên trả thù hại sứ thần nước ta, xin chết đi người anh hùng Nguyên Biểu để ra oai lòng kẻ tiểu nhân. Còn ba quan nhà Minh kinh hoàng lòng khiếp sợ dân Việt Nam ta.